Sau đây là cách chúng ta chia ổ cứng thành nhiều phần để quản lý dữ liệu cho được tốt. Chúng ta nhấn vào biểu tượng winner thế này và chúng ta đi vào cái phần quản lý của winner. Chúng ta click vào đây và chúng ta thấy nó sẽ hiện lên cái phần computer management. Chúng ta nhấn vào đây và ở đây rồi chúng ta nhấn vào phần Disk Management, nó sẽ hiện lên tất cả những các khu vực ổ cứng mà có đang kết nối với máy. Ở đây tôi có rất một số ổ cứng. Ổ cứng này nó chia thành nhiều phần khác nhau. Và cái ổ cứng này là chưa có dữ liệu gì cả. Thông thường nếu chúng ta mua ổ cứng về có thi là nó sẽ ở cái dạng này. Ở cái dạng này thì tức là nó chưa có một cái tên gì cả. Để sử dụng nó thì trước tiên chúng ta phải đặt cho nó một cái tên. Đây, chúng ta nhấn vào đây thì tức khắc cái đĩa này nó sẽ được cả format rồi. Đây, nó chọn cho chúng ta một tên. Chúng ta cũng có thể chọn lấy một cái tên nào đó, nhưng tất nhiên là sẽ không trùng với những cái tên mà ở dưới này, ở trong cái máy của chúng ta đã có rồi. Bây giờ tôi sẽ để mặc định nó là chữ gì đây và bấm tiếp theo. Tiếp theo, tất cả những cái này chúng ta để mặc định, chỉ có đây chúng ta cần đặt cho nó một cái tên và chúng ta bấm tiếp theo. Tiếp theo đây, bây giờ chúng ta thấy nó đã có một cái tên. Đây, ổ gì, tên của nó là nó 37 GB. Bây giờ tôi sẽ chia cái ổ cứng này thành nhiều phần khác nhau. Chúng ta click vào chuột phải và chúng ta sẽ nhấn vào phần này. Bây giờ chúng ta sẽ chia thành hai. Tôi sẽ lấy một cái ổ cứng với dung lượng là 20 GB. Ở đây nó tính ohm mê thì chúng ta nhấn vào này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ổ cứng này với 17,7 GB và số còn lại đây. Để sử dụng được phần này thì chúng ta phải nhấn chuột trái và chúng ta tạo cho nó một cái folder mới. Chúng ta có thể để cả thế này thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái phần mới với cái dung lượng còn lại, hoặc chúng ta cũng có thể chia cái này ra thành hai thành ba tùy theo mà chúng ta muốn. Bây giờ tôi sẽ chia thêm một cái phần nữa, tôi chỉ lấy một 10 GB, tức là 10.000 mê. Tiếp theo và nó sẽ chọn một cái tên, còn đây chúng ta sẽ đặt tên của chúng ta. Tiếp theo nó sẽ tạo cho chúng ta một cái khu vực nữa, tức là Sài Gòn cả với dung lượng là 9,7 GB. Và đây và vẫn còn một vùng nữa chưa sử dụng. Nếu chúng ta muốn sử dụng vùng này thì chúng ta đặt cho nó một cái tên mới và cũng tương tự như vậy thì nó sẽ tạo thành đây, cái folder mới. Bây giờ chúng ta đã thấy cái ổ cứng nó đã chia thành ba phần khác nhau. Và bây giờ để chúng ta sát nhập tất cả các ổ cứng này lại thành một, hoặc chúng ta chia lại, chúng ta muốn chia lại thì chúng ta sẽ sát nhập nó lại, hoặc chúng ta phân chia nhỏ những cái ổ nhỏ này ra. Và bây giờ chúng ta sẽ sát nhập lại nhé. Đây, bây giờ tôi muốn sát nhập tất cả vào Hà Nội thì trước kia tôi phải xóa cái này đi ạ. Xóa đi. Và cái này tôi cũng xóa đi. Và cái này nhấn chuột phải và chúng ta nhấn vào Extend Follow. À, bây giờ nó sẽ trở về tất cả của số 1. Đó, thì nó sẽ trở về tất cả. Chúc các bạn thành công.